Âu Vân Anh, năm nay tôi 22 tuổi và tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Lê Âu Ngân Anh. Chỉ còn 3 cái tên nữa trong top 15. Và tiếp theo xin được chúc mừng số báo danh 371 Nguyễn Diệu Thương. Số báo danh 410. Sẽ chỉ còn một cái tên nữa được sướng lên để bước vào top 5 cùng với phần thi ứng xử và gần hơn bao giờ hết với Vương Miện của Hậu Đại Dương 2017. Trước khi công bố cái tên này, chúng ta thí sinh Lê Âu Ngân Anh, số báo danh 410. Và người sẽ đặt câu hỏi cho Lê Âu Ngân Anh đó chính là... Xin được mời bà Vũ Thúy Nga. Xin chào các em. Đối với em, tiếng Anh có tầm quan trọng như thế nào? Em có thể giới thiệu bằng tiếng Anh một bãi biển mà em đã đi qua. Dạ, em xin cảm ơn câu hỏi của chị Thúy Nga. Em xin cảm ơn ban tổ chức giờ đây khi đứng trong một sân khấu của một cuộc thi Hoa hậu cấp quốc gia với tầm cỡ quy mô như thế này. Thì đó là một điều vinh dự rất lớn đối với em. Em xin cảm ơn ban tổ chức, ban giám khảo đã tạo ra một sân chơi rất bổ ích cho chúng em để có thể truyền thông điệp đến các bạn trẻ về việc bảo vệ môi trường. Và câu trả lời của em, đối với em, tiếng Anh rất quan trọng và nó là một lợi thế rất lớn. Bởi vì nó là tiếng nói chung của cả nhân loại, nó có thể kết nối mọi người với nhau, văn hóa với nhau, kết nối thế giới với nhau. Và sau đây em sẽ xin giới thiệu một đoạn ngắn về một bãi biển em đã đi qua bằng tiếng Anh. When I was a little, my parents often take me after a school year, my parents often take me for a summer trip to those coastal cities, and one of the most preferable beaches. And one of the most preferable beaches that I have experienced is Mỹ Khê, belong to Đà Nẵng, which was awarded by Forbes magazine for one of the 6 attractive beaches in the world. Its beauty is pristine, like a towering pictures, with a blue sea, a dreamlike scenery, a golden sunshine, and a sandy. And Da Nang, also the fastest growing tourism city in Vietnam. And welcome to Vietnam, welcome to Da Nang. Our proud. Thank you. Xin cảm ơn Lê Ngân Anh rất nhiều và tôi cũng xin phép được dịch rất là nhanh câu trả lời của bạn ấy bằng tiếng Anh khi giới thiệu về một bãi biển xinh đẹp của Việt Nam, đó chính là bãi biển mà bố mẹ bạn ấy thường xuyên dẫn bạn ấy tới chơi để nghỉ mát mỗi khi bạn ấy còn nhỏ. Đó chính là bãi biển Mỹ Khê tại Đà Nẵng và được tạp chí Forbes liệt vào danh sách 6 bãi biển thiên nhiên tuyệt vời nhất của Việt Nam và của cả trên thế giới nữa. Và
đấy là một cái điểm mà bạn ấy rất tự hào và muốn giới thiệu tới bạn bè nam châu quốc tế về một bãi biển tuyệt đẹp của Việt Nam. Xin được cảm ơn Leo Ngân Anh. Cô gái hơi căng thẳng một chút nhưng tôi tin rằng ban giám khảo đã nhìn thấy được những ý tưởng rất tuyệt vời trong câu trả lời của bạn. Và xin được chúc mừng số báo danh 4-1-0 Leo Ngân Anh. Hoa hậu Leo Ngân Anh, bạn sẽ giải bước những bước đầu tiên trong vai trò là Hoa hậu Đại Dương 2017. Xin mời